chiếc Mazda này của ông Đặng Lê Nguyên Vũ có gì đặc biệt mà được nhiều người phát cuồng? Xin chào mọi người, Xuân Siêu Xe, siêu về xe đã quay trở lại rồi đây. Mới đây, mình đã có dịp bắt gặp ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái chiếc Mazda RX-7 đến một showroom chuyên kinh doanh siêu xe trên đường Trần Phú, quận 5. Đây được xem là mẫu xe hàng hiếm tại Việt Nam, sở hữu nhiều giá trị mang tính lịch sử của hãng xe Nhật Bản. Ra đời từ năm 1978, Mazda RX-7 là một trong những biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô ở xứ sở Hoa Anh Đào, cùng với Nissan Skyline GTR, Mitsubishi Lancer Evolution, Honda Acura NSX hay Toyota Supra. Sau hơn 20 năm phát triển với 4 thế hệ, dòng xe này đã bị khai tử vào năm 2002 và thay bằng RX-8. Điều khiến dòng xe này trở nên đặc biệt nằm ở khối lượng trước sau được phân bổ bằng nhau, kết hợp với trọng tâm thấp, mang đến cảm giác lái mượt mà và trung thực. Đặc biệt, Mazda RX-7 còn xuất hiện trong phần phim Tokyo Drift trong loạt series Fast and Furious. Chiếc xe của ông Vũ thuộc thế hệ thứ 3 của dòng xe này, tên mã FD, được sản xuất từ năm 1992 đến năm 2000. Giới chơi xe cổ Việt Nam nhận định, giá trị của chiếc xe này khó có thể ước lượng được chính xác. Tại thị trường trong nước, số lượng Mazda RX-7 chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt thế hệ thứ 3 còn hiếm hơn cả. Theo nhiều nguồn tin, giá trị của chiếc xe này khi sang nhượng lại cho ông Vũ vào khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, ông đã phải chi thêm một khoản tiền lớn để phục chế và bảo dưỡng, giúp xe hoạt động trơn tru. Sở dĩ, Mazda RX-7 sở hữu cơ cấu động cơ xoay Wanko, một loại động cơ đốt trong sử dụng van qua lạch tâm để chuyển đổi áp suất thành động năng. Động cơ này được thiết kế khá phức tạp, khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn so với động cơ bích tông truyền thống, trong khi tuổi thọ chỉ bằng 2/3. Chưa dừng lại ở đó, cơ cấu này khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn và có độ phát thải cao. Tuy nhiên, ưu điểm của động cơ xoay Wanko nằm ở việc có thể sản sinh công suất lớn với dung tích nhỏ. Cụ thể, với dung tích vỏn vẹn 1,3 lít đi kèm hệ thống tăng áp, Mazda RX-7 có công suất từ 239 đến 265 mã lực tùy phiên bản. Mô men xoắn cực đại đạt 294 Nm. Hệ giảng động là loại cầu sau đi kèm hai tự chọn hộp số, bao gồm số sàn 5 cấp và số tự động 4 cấp. Xe của ông Vũ được trang bị hộp số sàn. Một trong những điểm thú vị trên mẫu xe này là cơ cấu đèn pha dạng mắt ít, có thể đóng mở. Đây là thiết kế đèn pha đặc trưng của những mẫu siêu xe, xe thể thao trong thập niên 90. Ngoài ra, logo của xe không mang huy hiệu Mazda, thay vào đó là Fini, phân khúc xe sang của hãng xe Nhật Bản vào năm 1991 đến năm 1997. Nội thất xe được thiết kế khá đơn giản, trong khi ô đô đã hơn 13 vạn. Ghế phụ được nâng cấp lên loại ghế đua Recaro, trong khi ghế lái vẫn là nguyên bản. Ở thị trường Mỹ, giá trị hiện tại của Mazda RX-7 FD vào khoảng 43.000 đô la Mỹ, trong khi một số xe có tình trạng tốt có thể được bán với giá gần 150.000 đô la Mỹ. Và đó là những điều bạn cần biết về chiếc Mazda RX-7 FD của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tới. Và mình là Xuân Siêu Xe, siêu về xe. Đừng quên ấn like và follow mình để đón xem các video mới nhất nha.